Hậu càng quét Miss Universe 2020 với Ken Em, Khánh Vân gửi lời tri ân và phản ứng của loạt sao Việt. Dàn sao Việt hưởng ứng mạnh mẽ trước phần thể hiện của Khánh Vân tại MU 2020 nhiều ngày chờ đợi, 7 giờ ngày 14 tháng 5, theo giờ Việt Nam, vòng thi National cổ tủng của Miss Universe 2020 đã chính thức diễn ra. Hơn 10 ngày nỗ lực, người hâm mộ không khỏi đặt kỳ vọng Khánh Vân sẽ làm nên chuyện ở đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh này. Với màn thể hiện đầy ấn tượng trong thiết kế kén em trên sân khấu National cổ tủng, Khánh Vân đã khiến khán giả quê nhà nước lòng. Từ thần thái cho đến làm chủ sân khấu, Khánh Vân vô cùng nổi bật khi tôn vinh nét đẹp của trang phục truyền thống Việt Nam. Ngay sau khi kết thúc những thử thách, Khánh Vân đã có chia sẻ trên trang cá nhân để cảm ơn khán giả và bạn bè đã luôn đồng hành cùng mình. Em Vân đây ạ. Em cảm ơn tất cả các anh chị và mọi người đã yêu thương và ủng hộ em. Em cảm ơn thiệt thiệt là nhiều, chia sẻ của Khánh Vân. Dưới bài đăng, hàng loạt sao Việt như NS Hồng Vân, Tóc Tiên, Nguyễn Hồng Thuận, diễn viên Ngọc Lan, BB Trần, chị cả nọ đã để lại những bình luận động viên Khánh Vân. Có thể thấy được rằng, không chỉ khán giả, mà những đồng nghiệp trong showbiz cũng theo dõi sát sao những động thái của Khánh Vân tại đấu trường nhan sắc khốc liệt này. Sau hờ hen nghỉ hệ, Khánh Vân hiện tại là cái tên được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại MU 2020. Với những gì đã thể hiện xuyên suốt thời gian vừa qua, dù có mang về vương miện cho Việt Nam hay không thì Khánh Vân cũng đã trở thành một chiến binh dũng mãnh trong lòng người hâm mộ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.